Xin được chào mừng toàn thể quý vị khách quý, các đạo diễn, các nhà sản xuất và các thí sinh đã đến tham dự buổi lễ bế mạc dự án phim ngắn CJ Mùa 3 buổi tối ngày hôm nay. Welcome all distinguished guests, directors, producers and contestants who joined today's CJ Short Film Project Season 3 Closing Ceremony. Và kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép Minh Ngọc và Thiên Vũ xin được thay mặt cho CJ Cultural Foundation và CJV Việt Nam xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị vì đã dành thời gian hết sức quý báu để đến tham dự chương trình cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. First of all, please allow MC Thiên Vũ and Minh Ngọc on behalf of CJ Cultural Foundation and CJV Vietnam to express our sincerest thanks to all of you for joining us today. Và kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được vinh hạnh chào đón sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý vị khách quý. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội. Attending the ceremony, we are honored to welcome the presence of Mr. Vũ Minh Đạo, Director of the Department of Culture, Education, Youth, Adolescents and Children, Office of Nation Assembly. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mr. Trần Nhất Hoàng, Deputy Director of the Department of International Cooperation, Ministry of Culture, Sports and Tourism. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Miss Nguyễn Thị Thu Hà, Deputy Director of the Cinema Department, Ministry of Culture, Sports and Tourism. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Hương, trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội. Miss Phạm Thị Thanh Hương, Head of Culture Department, UNESCO Office in Hanoi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Heo Seong-in, đại diện văn phòng CJ Việt Nam. Mr. Heo Seong-in, Human Resources Director of CJ Vietnam Office. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Jung Tae Sun, Tổng Giám đốc CJ ENM Vietnam. Mr. Jung Tae Sun, General Director of CJ ENM Vietnam. Và kính thưa quý vị, về phía CJV Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Koo Jae-soo, Tổng Giám đốc CJV Việt Nam. Representing CJV Vietnam, we're pleased to introduce Mr. Koo Jae-soo, CEO of CJ CJV Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJV Việt Nam. Mr. Nguyễn Hoàng Hải, Chief Content Officer of CJV Vietnam. Và thưa quý vị, tiếp sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các thành viên Hội đồng Thẩm định đã đồng hành cùng chúng ta xuyên suốt trong cuộc thi. And now we would like to introduce the members of the judge panel who have accompanied us throughout the competition. Xin trân trọng giới thiệu đạo diễn Phan Đăng Di. Director Phan Đăng Di. Xin trân trọng giới thiệu nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc. Producer Trần Thị Bích Ngọc. Xin giới thiệu đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Director Nguyễn Hoàng Điệp. Hãy cùng chào đón đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Director Trịnh Đình Lê Minh. Và hãy cùng chào đón đạo diễn Trần Thanh Huy. And Director Trần Thanh Huy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu sự có mặt của Top 5 đạo diễn phim xuất sắc nhất dự án phim ngắn CJ mùa 3. We're pleased to present the top 5 best film directors in CJ Short Film Project Season 3. Xin được giới thiệu đến quý vị đạo diễn Hồ Thanh Thảo. Director Hồ Thanh Thảo. Xin trân trọng giới thiệu đạo diễn Lê Can Trường. Director Lê Can Trường. Xin được giới thiệu đạo diễn Trần Thị Hà Trang. Director Trần Thị Hà Trang. Xin được giới thiệu đạo diễn Đàm Quang Trung. Director Đàm Quang Trung. Và chúng ta hãy cùng chào đón đạo diễn Đào Thu Uyên. Director Đào Thu Uyên. Vâng, và kính thưa quý vị, một phần hết sức quan trọng và không thể thiếu đó chính là sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong lễ bế mạc dự án phim ngắn CJ mùa 3 của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tất cả quý vị. And last but not least, we welcome the whole audience joining us on CJ Short Film Project Season 3 closing ceremony today. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, dự án phim ngắn CJ 2021 do CJ Cultural Foundation Hàn Quốc và CJCCV Việt Nam phối hợp thực hiện, triển khai từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Chương trình nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh trẻ, tài trợ kinh phí làm phim lên đến 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ giới thiệu các tác phẩm phim ngắn xuất sắc đến các liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới. Ladies and gentlemen, the CJ Short Film Making Project 2021 is co-organized by CJ Cultural Foundation Korea and CJCCV Vietnam from April the 15, 2021 to May 2022 and nurture young cinematic talents, sponsor filmmaking budget of up to 1.5 billion Vietnam dong, and the introduction of excellent short films to prestigious international film festivals around the world. Và thưa quý vị, tiếp nối thành công của dự án phim ngắn CJ mùa 1 và mùa 2, đêm nay cũng là dịp mà chúng tôi muốn tổng kết lại những gì chúng ta đã làm được sau một năm cả thế giới phải chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để chúng ta có thể tiếp tục lan tỏa sự thành công hơn nữa cho dự án phim ngắn CJ. Following the success of CJ Short Film Project Season 1 and 2, tonight we would like to summarize what we have accomplished after the year influenced by COVID-19 pandemic so that we can spread the success of CJ Short Film Project Season 3. Và kính thưa quý vị, tiếp sau đây, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng theo dõi một đoạn clip ngắn giới thiệu về CJ Cultural Foundation. And now we would like to present a short video clip introducing CJ Cultural Foundation. Thưa quý vị, đó chính là CJ Cultural Foundation. Và ngay bây giờ, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh. Now we would like to invite on stage the representative of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ms. Nguyễn Thị Thu Hà, Deputy Director of Cinema Department. Kính thưa các vị khách quý, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Văn phòng Quốc hội cũng như là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Kính thưa ban lãnh đạo của CJCCV Việt Nam, đặc biệt hôm nay xin gửi lời rất là trân trọng, gửi lời chào rất trân trọng tới 5 đạo diễn đã có 5 bộ phim đã lọt tới vòng chung kết của dự án, cũng như là ngày hôm nay thì các bạn đã giới thiệu tới cái buổi tổng kết này 5 cái thành quả của các bạn qua cái năm, một cái năm rất là khó khăn vượt qua đại dịch Covid, để các bạn giới thiệu được thành quả các bạn trong ngày hôm nay. Đặc biệt gửi lời chào trân trọng tới những người đã đồng hành với các bạn, đặc biệt là những người đã tham gia. Ở đây tôi biết có chị Hường là chị nghệ sĩ quan họ rất là nổi tiếng, và chị khi mà chúng tôi nhìn thấy chị tham gia vào dự án của các bạn, chúng tôi đã rất là xúc động. Một cái tấm lòng của một người nghệ sĩ dành cho những cái thế hệ nghệ sĩ trẻ thì đấy là một điều rất là xúc động, và xin gửi lời chào trân trọng tới nghệ sĩ quan họ Nguyễn Thúy Hường. Và xin gửi lời tới tất cả những cái mà gọi là đoàn phim, những cái đoàn phim rất là nhỏ bé của các bạn đối với những con người rất là trẻ tuổi, và các bạn đã cùng nhau vượt qua tất cả những cái khó khăn để các bạn đi đến một cái kết quả, một cái niềm đam mê. Và tôi nghĩ rằng là với kết quả ban đầu này, nó sẽ tạo nên một cái sức hút rất là mãnh liệt đối với các bạn trong cái cuộc đời sáng tác của các bạn sau này. Và hy vọng rằng sau đây không phải chờ đợi lâu, sau nhiều năm mà chúng tôi sẽ có thể được đón nhận những tác phẩm mới của các bạn với những cái tác phẩm dài hơi hơn và có giá trị hơn. Xin chúc mừng, và tôi rất là vui mừng thay mặt cho Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch. Hôm nay thì xin được chúc mừng thành công của dự án CJ mùa 3 và thành công của tất cả các tác giả trẻ, cũng như những cái người đã đồng hành cùng các bạn, gia đình của các bạn. Và tôi thấy rằng ở cái quầy đón tiếp ý, thì có một cái phần là khách mời của các thí sinh, và tôi cũng xin rất là cảm ơn những người bạn, những cái người mà khán giả đầu tiên của những cái bộ phim ngắn của các bạn, ngắn nhưng mà nó sẽ theo các bạn cả cái cuộc đời sáng tác rất là dài. Và hôm nay tôi rất là vui mừng, và xin một lần nữa cảm ơn tập đoàn CJ cũng như là quỹ CJ đã tạo nên một cái mùa thứ 3 vượt qua đại dịch, thì chúng ta đã có cái mùa 3. Tôi nghĩ rằng là có lẽ mùa 3 này là cái mùa ghi dấu cái sự thành công hơn cả so với 2 mùa trước. Và tôi hy vọng rằng là CJ Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục cái dự án này, tiếp tục có những cái đồng hành đối với các bạn trẻ Việt Nam yêu điện ảnh, đam mê điện ảnh, và có một giấc mơ về một cái nền điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới. Và thông qua các bạn thì người ta sẽ nhìn thấy một đất nước, con người Việt Nam, những cái gương mặt Việt Nam của những, tôi nghĩ rằng là 10 năm tới, 20 năm tới và nhiều năm tới sắp nữa, tức là một cái tương lai của Việt Nam là ở các bạn ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. On behalf of the Cinema Department, Ministry of Culture, Sports and Tourism, I would like to express my sincere gratitude to CJCGV Vietnam, CJ Cultural Foundation for have supporting the young talents of Vietnam cinema. And yeah, I think that's it. Xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Hà với phần phát biểu vừa rồi. Và kính thưa quý vị, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các đại diện của quỹ CJ Cultural Foundation không thể có mặt tại Việt Nam để cùng tham gia sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về màn hình sân khấu để cùng theo dõi phần phát biểu của bà Min Hee-kyung, đại diện CJ Cultural Foundation, và đoạn clip sau đây. Ladies and gentlemen, due to the impact of COVID-19 pandemic, representatives of CJ Cultural Foundation can't join us today. Please watch the speech of Ms. Min Hee-kyung, representative of CJ Cultural Foundation, on our screen. Xin chào, my name is Hee-kyung Min, and I'm in charge of corporate social responsibility at CJ Corporation. I would like to express my gratitude to representatives from the Ministry of Culture, Sports and Tourism, UNESCO Hanoi, Vietnamese Cinema Department, Department of International Cooperation, Department of Culture, Education, Youth, Adolescents and Children, Department of Science and Culture, and each and everyone here for your presence today. Since 1999, CJ has been doing businesses in Vietnam. We are in the areas of food, logistics, theater, home shopping, and it is our philosophy to serve the country we are operating through good business practices and corporate social responsibility. In Vietnam, we are doing activities such as children's movie-making class, bakery school, rural development project in Ninh Thuan, and various education projects that we do with the UNESCO, to name a few. In 2018, CJ Cultural Foundation and CJV Vietnam launched the CJ Short Film Contest. We've been making efforts to discover and nurture future talents of the film industry in Vietnam. Through the years, CJ Short Film Contest has supported many talented Vietnamese directors in producing their short films and bringing them to the most prestigious international short film festivals around the world. Today, I'm proud to introduce several amazing short stories made by young Korean and Vietnamese directors. I was so impressed by the quality of those films. I hope CJ Short Film Contest will serve as a stepping stone towards greater opportunities for young Vietnamese directors. Thank you. Min Hee-kyung đến từ CJ Cultural Foundation với những chia sẻ vừa rồi. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Koo Jae-soo, tổng giám đốc công ty CJV Việt Nam sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. We would like to invite on stage Mr. Koo Jae-soo, CEO of CJV Vietnam, to make a few remarks. Good evening, everyone. Please allow me to send my warmest greeting to Mr. Min Hee Dao, Director of the Department of Cultural Education, Youth, Adolescent, and Children of the National Assembly, Mr. Trần Nhất Hoàng, Deputy Director of International Cooperation Department, Ministry of Culture, Sports, and Tourism, Ms. Nguyễn Thị Thu Hà, Deputy Director of the Vietnam Cinema Department, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ms. Phạm Thị Thanh Hương, Head of Cultural Department, UNESCO Office in Hanoi, and our panel of judges, Director Phan Đăng Di, Director Nguyễn Hoàng Điệp, Producer Trần Thị Bích Ngọc, Director Trịnh Đình Lê Minh, and Director Trần Thanh Huy, and all respective media stakeholders and film community, and especially our top 5 directors of CJ Short Film Making Project Season 3. It is my pleasure to welcome you to the closing ceremony of CJ Short Film Making Project. Vâng ạ, kính thưa quý vị, ông Koo Jae-soo xin được gửi lời cảm ơn và lời chào mừng đến từng thành viên của tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, từng thành viên của ban giám khảo của chúng ta cũng như là top 5 thí sinh của chúng ta đã đến trong buổi lễ bế mạc ngày hôm nay ạ. It has been over a year since we sat down together for the official launch of the project. During that time, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the CJ Short Film Season 3 has been delayed and rescheduled several times to joining hands to fight pandemic. We can understand and sympathize with the difficulty of the top 5 directors, and I would like to extend my gratitude to all of you and the film crews for your effort to overcome all obstacles to complete the best short film for this year's project. Today we are here waiting to honor the top director for the mission complete in making films. Chúng ta đã cùng trải qua một năm kể từ chính thức khi sử dụng dự án. Trong thời gian vừa qua, thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án phim ngắn CJ mùa 3 đã chịu nhiều ảnh hưởng với nhiều lần thay đổi và rời lịch quay để cùng cả nước chống dịch. Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với những khó khăn của các đạo diễn và rất cảm ơn các bạn đã làm cho vượt qua mọi khó khăn để hoàn thiện những sản phẩm tốt nhất cho năm nay. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng vinh danh các đạo diễn trẻ, những người đã hoàn thành sứ mệnh làm nên những bộ phim đầu tiên của dự án này. Ladies and gentlemen, this is the third year that CJ short film making project has been launched in Vietnam, with our ambition in making Vietnam to become top 5 in the global film market. We, together with the film stakeholders, continuously strive to support for the further growth of the film industry on all aspects, and we clearly understand that no such achievement could be accomplished without the talents. It is also the main purpose that CJ Short Film Making Project is launched, with an aim to encourage young filmmakers to show their talents in film making. Đây là năm thứ 3 dự án phim ngắn CJ được tổ chức tại Việt Nam. Với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia có nền điện ảnh phát triển trên toàn cầu, chúng tôi đã cùng các cơ quan đoàn thể vì một tương lai phát triển chung và toàn diện của nền điện ảnh. Chúng tôi đã hiểu rõ rằng không có các nhân tài sẽ không có các thành tựu. Đó chính là mục đích của chúng tôi tổ chức dự án phim ngắn CJ nhằm tạo cơ hội cho các đạo diễn trẻ thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực làm phim. As the co-organizer of CJ Short Film Making Project, we are very pleased to receive warm welcome from the film community. Within only 1 month after the project was launched in April 2021, we have received more than 300 submissions from all over the country. Moreover, we greatly appreciate the guidance and support from the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Vietnam Cinema Department, International Cooperation Department, and UNESCO. These are things that motivate us to keep on with the project in the upcoming time, as well as dedicate our best in the journey to develop local film industry together with the respective stakeholders. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng yêu điện ảnh. Trong vòng 1 tháng sau khi dự án được công bố, chúng tôi đã nhận được hơn 300 hồ sơ đăng ký từ khắp trên cả nước. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá cao sự hướng dẫn và hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế và UNESCO. Đây là động lực để thúc đẩy chúng tôi tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới, cũng như cống hiến hết mình cho hành trình phát triển chung của nền điện ảnh Việt. The closing day of CJ Short Film Project is a chance for us together to offer to young filmmakers and the film community various activities from film screening to talk with audience session, etc. I hope that the achievement that young filmmakers have gained today will pave the way for their potential career in the film industry, as well as bring them better opportunity to pursue their passion. Tôi hy vọng là thành tựu của các nhà làm phim trẻ đạt được ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các bạn đạo diễn tài năng bước vào điện ảnh chuyên nghiệp và tạo điều kiện cho các bạn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Once again, thank you to our distinguished guests, the judge of your time and contribution, the key media for supporting the success of project, and to our participants for sharing your creativity with us. Một lần nữa, cảm ơn các vị khách quý, hội đồng thẩm định, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí đã luôn hỗ trợ và đồng hành chúng tôi. Together, you have made this project a success. Thank you so much and have a great evening. Chúng ta đã cùng tạo nên thành công ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu của ông Koo Jae-soo, Tổng Giám đốc Công ty CJV Việt Nam. Thank you, Mr. Koo Jae-soo, CEO of CJV Vietnam. Và kính thưa quý vị, liên tục trong buổi lễ bế mạc của chúng ta ngày hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón một nữ ca sĩ, kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, một người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc phim của Việt Nam với giọng ca ma mị và đầy cuốn hút. And now let's welcome a female singer, songwriter, music producer, dubbed Vietnam's queen of soundtracks with a charming voice, singer Bùi Lan Hương. Xin cùng chào đón ca sĩ Bùi Lan Hương. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên bình dịu em thơ rất thơ. Và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngà, dẫu trần gian bóng la đến đâu nơi anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong là mất anh khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đưa tới nơi của ngày đó. Hết muộn giờ. Quý vị ở đây có ai thuộc bài hát này không ạ? Hát cùng với Hương được không ạ? Lạc bước giữa những đam mê tăm tối, liều máu phân nông nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lành bóng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô lối, mặt đất như giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa, dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà. Hát cùng với Hương được không ạ? Và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lo mất anh khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đó. Hết muôn giờ. Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lo mất anh khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đó. Thưa quý vị, đó chính là Ngày Trưa Giông Bão cùng ca sĩ Bùi Lan Hương. Xin được cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại Bùi Lan Hương trong những phần đặc biệt tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Minh Ngọc và Thiên Vũ xin phép được mời quý vị. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng nhìn lại chặng đường mà dự án phim ngắn CJ mùa 3 đã đi qua. Ladies and gentlemen, we would like to invite you to look at the screen together for a recap of CJ's short film project Season 3's journey. Đây là một cơ hội rất là tốt, cho nên tuổi tác mình để nó trở thành một cái rào cản. hiện tại mình cảm thấy vô cùng thảnh thơi, hạnh phúc với thành quả mà bản thân mình và ekip đã thực hiện trong 2 tháng vừa qua. Thiếu một cái đạo cụ thôi là mấy chục người cũng phải ngồi chờ. Diễn viên vô tình bị ngã, diễn viên của em vô tình bị ngã, trật chân. Nếu mà các bạn trẻ hơn mình hoặc lớn hơn mình, nếu mà thực sự trân quý điện ảnh thì có lẽ nên cho bản thân mình một lần thử sức với điện ảnh. Các bạn đã thể hiện được cái phong cách cá nhân, cái giọng kể của mình. Các bạn đã cho chúng tôi thấy được là các bạn đã quyết tâm, đã kỹ càng, đã kỹ lưỡng, đã đam mê và cũng như là đã thật sự sáng tạo như thế nào. Đối với các bạn đã hoàn thành cái bộ phim của mình trong dự án phim ngắn CJ năm nay thì một lần nữa nó lại là một cái điều bổ sung là cái tấm card visit của các bạn để cho mọi người hiểu là các bạn là ai, các bạn là nhà làm phim như thế nào, các bạn có những điểm gì khác biệt. Và cái bộ phim ngắn lần này nó rất là quan trọng đối với sự nghiệp của các bạn, cho một nền điện ảnh Việt Nam có thêm nhiều những cái giọng nói của một thế hệ nhà làm phim mới. Và bên cạnh đó thì nó cũng rất là quan trọng khi chúng ta tạo dựng được một cái cộng đồng những người làm phim trẻ, họ có thể cùng phát triển cùng nhau, cùng hỗ trợ nhau, cùng thấy những cái tác phẩm của nhau, và đó là điều rất là quan trọng. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chặng đường mà dự án phim ngắn CJ của chúng ta đã đi qua. Cũng có rất nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt qua tất cả và có được một thành công nhất định rồi, đúng không quý vị? Và chúng ta cũng đã vừa được nhìn ngắm lại top 5 bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. Những bộ phim phải nói rất là chất lượng, đúng không quý vị? Và kính thưa quý vị, chưa hết nữa trong mùa giải năm nay chúng ta rất là vinh dự có sự góp mặt của một nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường. Kính thưa quý vị, đã 30 năm kể từ khi tham gia bộ phim Thương nhớ đồng quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh và Ngã ba Đồng Lộc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh thì cô đã trở lại với điện ảnh và tham gia vai nữ chính trong bộ phim ngắn Điềm báo của đạo diễn Hồ Thanh Thảo, một trong 5 bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải năm nay của chúng ta đấy ạ. And in this project, it is our honor to have the participation of people's artist Ms. Thúy Hương after 30 years since her appearance in the film Nostalgia for Countryland and Đồng Lộc Junction. She returned to cinema and played the female lead in the short film Omen by director Hồ Thanh Thảo. Dạ vâng ạ, và ngay bây giờ thì cho phép chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương và cùng với đó là đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sẽ lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. And now we would like to invite on stage people's artist Thúy Hương and director Trịnh Đình Lê Minh on stage to share a few words. Dạ vâng, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương và đạo diễn Lê Minh ạ. Và bây giờ thì chúng ta, đạo diễn Lê Minh sẽ thay mặt cho tất cả chúng ta có phần giao lưu rất là ngắn thôi với lại nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương ạ. Dạ, xin mời ạ. Vâng, thì thật sự mà nói thì khoảng thời gian khi mà em còn rất là nhỏ, em đã xem những cái bộ phim của chị đóng. Thật sự là ngưỡng mộ hình ảnh của chị ở trên màn ảnh. Và khi mà trở thành giám khảo của cuộc thi năm nay và khi mà được Hồ Thanh Thảo thông báo là anh Minh ơi, em đã mời được cô Thúy Hường đóng phim rồi, thì đó là một cái cảm giác thật sự đặc biệt, bởi vì là đã rất lâu rồi mới được thấy hình ảnh của chị ở trên màn ảnh. Và thật sự là muốn hỏi chị thêm một lần nữa là cái lý do gì bạn Thảo đã thuyết phục chị như thế nào, đã rất là kiên nhẫn hay là đã dùng những cái thủ thuật gì để mà có thể thuyết phục được chị quyết định quay trở lại với màn ảnh? Trước tiên thì Thúy Hường xin được cảm ơn các nhà đạo diễn trẻ. Lý do mà Thúy Hường tham gia vào dự án phim ngắn CJ mùa 3 Một cái lý do cũng rất là đơn giản thôi. Bởi vì Thúy Hường cũng làm ở trong ngành sân khấu. Và ngành sân khấu đặc biệt bây giờ là đang kêu gọi tất cả các khán giả trẻ yêu quý, trân quý nghệ thuật truyền thống. Chính vì vậy mà Thúy Hường rất là ủng hộ các nhà đạo diễn trẻ. Bởi vì sao mà Thúy Hường nhận? Vì là có trẻ, có già. Tức là các nhà đạo diễn trẻ đang nối tiếp các bậc đàn anh, đàn chị, các bậc cha, anh của các bạn đã đi trước và che già măng mọc có các bạn trẻ để nối tiếp những nhà đạo diễn gạo cội lớn tuổi thì nền điện ảnh của chúng ta sẽ vô cùng phát triển. Và một lần nữa cho phép Thúy Hường xin được chúc mừng các nhà đạo diễn trẻ tiếp tục tỏa sáng và thành công nữa. Dạ, xin được cảm ơn đại diện Lê Minh với câu hỏi. Phải nói là Tiên Vũ tin chắc là ai cũng muốn được lắng nghe câu trả lời của nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, phải không ạ? Và nghệ sĩ nhân dân có nói là phải có trẻ, phải có già, nhưng mà Tiên Vũ nghĩ rằng đó là chỉ mình nói là thế hệ thôi. Chứ đứng ở trên sân khấu này thì chắc có lẽ theo Tiên Vũ cũng xin được xưng giống như đạo diễn Lê Minh là chị Thúy Hường được không ạ? Rất là trẻ trung đúng không quý vị? Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thay cho lời cảm ơn đến nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường được không ạ? Như là MC đã vừa nói là đã xem Thúy Hường đóng mấy bộ phim rồi. Phim Thương Nhớ Đồng Quê của đạo diễn Đặng Nhật Minh và phim Ngã Ba Đồng Lộc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Thì 2-3 phim trước thì các bạn khán giả thấy Thúy Hường xuất hiện trong một cô gái nông thôn trẻ trung chờ chồng và phải nói là kiên nhẫn. Vào bộ phim tiếp theo, bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc là cô gái nữ thanh niên xung phong tiểu đội trưởng Võ Thị Tần. Và đặc biệt ở trong cái phim Điềm Báo này thì Thúy Hường lại xuất hiện với một vai rất là mới mẻ, một vai bà mẹ nông thôn chịu thương, chịu khó và mong muốn một cái thông điệp rằng là những người mẹ rất là yêu thương con và những người phụ nữ rất cần sự được sự yêu thương và chiều chuộng. Được có những cái bờ vai để cho mình dựa vào. Chính vì cái phim như vậy và Thúy Hường khi đọc kịch bản thì Thúy Hường cũng đã rất là mê và Thúy Hường cũng đã gửi cái tâm tư tình cảm và những cái nhiệt huyết, đam mê về nghệ thuật ở trong trái tim của con Hường, của Thúy Hường. Thúy Hường đã gửi vào cái bộ phim Điềm Báo vừa rồi để mang tới một thông điệp đối với khán giả xem bộ phim đó. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì có lẽ là đại diện của ban giám khảo chúng ta sẽ có một bó hoa tươi thắm xin được gửi tặng cho nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường thay cho lời cảm ơn vì đã đóng góp trong một trong những bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải năm nay ạ. Xin mời đạo diễn Lê Minh sẽ trao một bó hoa tươi thắm đến nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường ạ. Một lần nữa. We would like to thank people's artist Thúy Hường to thank her the contribution to the excellent works of this year's contest. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường. Xin mời chị sẽ cùng quay trở về vị trí để tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Và cho phép chúng tôi xin được giữ đạo diễn Lê Minh lại một chút ạ. Dạ vâng, một gương mặt rất là quen thuộc với các mùa giải của dự án phim ngắn CJ của chúng ta rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn Lê Minh đã luôn luôn đồng hành và có những đóng góp và nó rất là tuyệt vời cho dự án phim ngắn CJ của chúng ta. Vậy thì mùa giải năm nay cũng đã có những cái kết quả phải nói là hết sức là thành công. Vậy thì không biết là đạo diễn Lê Minh có những cái lời gửi gắm gì đến với các thí sinh cũng như là ban tổ chức của chúng ta không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin gửi lời chào đến các quý vị khách quý cũng như là các bạn, các nhà làm phim trẻ đã xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Thật sự mà nói thì tôi luôn luôn có những cái cảm giác và tình cảm rất là đặc biệt dành cho dự án phim ngắn CJ. Tôi nhớ là vào cái năm đầu tiên khi mà tôi được vinh dự trở thành một cái người trong hội đồng thẩm định thì lúc đó tôi đang chuẩn bị bấm máy bộ phim dài đầu tay của tôi là Thương Mẹ Con Đi. Lúc đó thì tuy rất là bận rộn nhưng mà khi mà thấy được các bạn thí sinh đã cố gắng và nỗ lực như thế nào, đã thể hiện được mình như thế nào qua từng vòng từ lúc pitching cho đến lúc hoàn thành dự án và sau đó là khi chúng ta có được một cái buổi công chiếu mà ở đấy thì cái sự hồi đáp lại của khán giả rất là đáng khích lệ và từ đó thì những cái thành quả từ những bộ phim của các bạn qua mùa 1, mùa 2 nó đã mang lại cho Việt Nam, điện ảnh Việt Nam những cái tiếng nói mới, những cái giải thưởng tại những cái khu vực quan trọng của điện ảnh thế giới và tôi cũng rất là vui mừng khi mà thấy mùa ma đã trở lại và một lần nữa trở thành cái người đồng hành cùng dự án. Một mùa thì rất là khó khăn, trải qua rất là nhiều những cái biến động và đặc biệt là một khoảng thời gian rất dài đáng nhẽ các bạn thí sinh sẽ bắt đầu sản xuất thì các bạn lại phải ngồi ở nhà và tiếp tục nung nấu cái ý tưởng của mình. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta càng kiên nhẫn thì chúng ta sẽ lại càng có thời gian để mà suy ngẫm về cái dự án của mình và làm nó một cách cẩn thận và chỉnh chu hơn. Ở đây thì tôi thấy là ở trong năm nay một cái điều rất là đáng khích lệ đó là các bạn thí sinh đã vượt ra những cái vùng quen thuộc, các bạn đã không còn khai thác những cái bối cảnh ở thành phố nữa, mà đa số là những cái bối cảnh ở những vùng xa, ở những vùng nông thôn, ở những nơi rất là khó để vào. Các bạn đã mở rộng cái tấm lòng mình và nhìn ra ở rất nhiều những cái khu vực khác nhau của cả nước. Và một lần nữa thì tôi muốn nhắn gửi đến các bạn đó là nếu chúng ta cứ tiếp tục kiên nhẫn, chúng ta dành thời gian để quan sát, để cảm nhận, chúng ta dành thời gian để xây dựng cái giọng kể của mình, thì chắc chắn là đến một ngày nào đó tất cả những bạn đã đạt được cái thành quả của ngày hôm nay, và kể cả những bạn đã nộp dự án CJ rất nhiều lần rồi mà mình chưa được lọt vào cái vòng ngày hôm nay, thì hãy vẫn cứ cố gắng, và đến một ngày nào đó khi các bạn đã đủ sự tự tin và bản lĩnh thì các bạn sẽ thể hiện được mình. Và một lần nữa thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc đến quỹ CJ Cultural Foundation cũng như là CJB Việt Nam, bởi vì những cái đóng góp và sự mở lòng dành cho các nhà làm phim trẻ nói riêng, và đặc biệt là tôi với tư cách là một cái người ở trong hội đồng thẩm định cảm thấy thật sự đặc biệt bởi cái sự đồng hành rất là nồng nhiệt và cái sự cam kết rất là nồng nhiệt đó. Xin một lần nữa cảm ơn. Xin được cảm ơn đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Xin được cảm ơn và xin mời đạo diễn Lê Minh sẽ cùng nán lại sân khấu. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời tất cả các thành viên của Hội đồng Ban giám khảo, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận những lời tri ân và những bông hoa tươi thắm đến từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và đạo diễn Trần Thanh Huy sẽ cùng tiến lên sân khấu cùng với đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Xin trân trọng kính mời. And now we would like to invite on stage the rest of the judge panel: director Phan Đăng Di, producer Trần Thị Ngọc Bích, director Nguyễn Hoàng Điệp, and director Trần Thanh Huy. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Koo Jae-soo, tổng giám đốc CJV Việt Nam, và ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc nội dung CJV Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu để tặng những bó hoa như lời tri ân từ ban tổ chức cuộc thi đến quý ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. We would like to also invite Mr. Koo Jae-soo, CEO of CJV Vietnam, and Mr. Nguyễn Hoàng Hải, Chief Content Officer CJV Vietnam, to come up on stage to present the token of gratitude to the from the organizers. Một lần nữa thay mặt CJV và ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng Ban giám khảo, những người đã sát cánh cùng chúng ta trong các giai đoạn của cuộc thi, những người đã đưa ra những lời khuyên, những định hướng vô cùng quan trọng cho các thí sinh lọt vào top 5 và đạt được thành công. Một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời cảm ơn gửi đến các thành viên của Hội đồng Ban giám khảo. Once again, on behalf of CJ, CJV and the organizers, we would like to express our sincere thanks to the judge panel. Thank you for helping the passionate to find the new generation of talents of Vietnamese film industry in general and art film in particular. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thank you so much. Vâng, kính thưa quý vị, dự án phim ngắn CJ mùa 3 không chỉ được tổ chức tại Việt Nam mà cùng thời gian đó thì quỹ CJ Cultural Foundation cũng tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ tại Hàn Quốc với dự án phim ngắn mang tên Story Up. 6 phim Hàn Quốc xuất sắc nhất đã được trình chiếu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng theo dõi trailer của 6 bộ phim Hàn Quốc trong dự án Story Up. The CJ Short Film Project Season 3 was not only held in Vietnam. The CJ Cultural Foundation also created opportunities for young filmmakers in Korea with a short film project called Story Up. The 6 best Korean films of the project were screened this morning. Please tune in to the screen to watch the trailers of these 6 Korean movies in Story Up project. 한나는 어때요? 김한나요? 걔 잘 봐야 돼요. 늑대가 나타났다! 너 개새끼! 그 내년에도 우리 담임 좀 맡아서 해주라. 혼혈이시잖아요. 선생님, 나 못생겼어? 한나가 뭘 해요? 걔 반에서 자위하죠. 훈련해도 좋습니까? 오늘? 왜 안 시켜주십니까? 네 실력으로 들어올 수 있을 거 아니야? 네가 보기에 잘한 거 같아? 대답 안 해? 아닙니다. 죄송합니다. 돌림 쳐. 해봐. 선생님, 사람이요. 3번 자살 시도를 하면 그게 진짜 다행인 게 맞아요. 벌써 3년이 지났어. 언니가 죽고 나서 난 여전히 눈동자를 굴려. 눈동자를 굴리다 보면 서서히 눈이 감겨와. 그렇게 어지러운 기분이 가라앉으면 기억이 조금씩 지워지는 것 같다. 보고 싶어. 한비에게 해수가. 스무 살, 내가 성인이 되자 여인은 외국으로 후련히 떠났다. 여인이 떠날 것을 알았지만 나는 그녀와의 이별을 준비하지 않았다. 배달이요. 장장 12년간의 의무교육 과정이 끝나는 날, 여인의 의무도 끝났다. 여인은 하고 싶은 것이 있다고 했다. 딸? 어머니 간병을 7년이나 했다면서요? 그것도 혼자서. 엄마가 문장구는 걸 싫어하셨거든요. 왜요? 우리를 사랑하시니까요. 엄마는 죽어도 너랑 같이 있을 거야. 시간이 필요할 거야. 힘든 일이잖아. 엄마 감명 몇 번이나 했어? 나한테 떠났겠잖아. 내 집이 엄마라고. Vâng, kính thưa quý vị, đó chính là 6 bộ phim xuất sắc của Hàn Quốc trong dự án Story Up. So those were the 6 excellent movies from Story Up project. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ để tiếp tục và thay đổi không khí trong buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tuyệt phẩm âm nhạc sự thật vỡ đôi. Hãy cùng quay trở lại với Bùi Lan Hương. And now we would like to introduce another song by Bùi Lan Hương, The Broken Truth. Mà trước khi hát cho Hương hỏi mọi người một câu được không? Năm ngoái có ai đi xem Tiệc Trăng Máu chưa ạ? Có không ạ? Sao có vé thế? Thế có ai về nhà chơi không ạ? Có ai về nhà chơi với người thân mình không? Không chơi à? Không dám à? Ok, thế thì Hương cũng có chia sẻ một xíu những cái kỷ niệm của Hương khi nhận lời hát ca khúc này với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đấy là anh em mới nói là thế bây giờ phải hát cái bài hát này sao cho nó không ra vui, không ra buồn. Và giống như là mọi người nghe bài hát này thì sẽ không nhận ra đây là một phim hài hay là một phim rùng rợn hay là một cái bộ phim điều tra gì hết. Để cho khi mà mọi người đi ra rạp sẽ có cái cảm giác là không hiểu đây là sẽ là thành một cái điều gì. Và đây cũng là một trong những cái kỷ niệm rất là đặc biệt trong rất là nhiều những cái lần mà mình được hát nhạc phim. Bởi vì là mình mỗi một câu chữ mình đều đắn đo. Thế nên là nếu mà các bạn nghe lại cái soundtrack đó thì có lẽ là bạn sẽ hy vọng là mọi người sẽ có cái cảm giác đó. Còn ngày hôm nay ở sân khấu thì Hương xin phép được hát một cách hết mình hơn một xíu và mong được nhận được một tràng pháo tay của mọi người được không ạ? Có bao nhiêu tiếng cười làm ta vui, có bao nhiêu câu chuyện chỉ bỗng do thế thôi. Ngày nhật thôi cứ trôi, ngày nhật thôi cứ trôi, cứ thế trôi. Thì thôi lời giả dối cứ trôi, còn vui còn quên nói với tôi. Lời thả thích ngọt ngào chẳng là thứ ngôn tình hư hao. Lời hẹn ước một đường là chỉ có trong bài hát thôi, rồi chơi vơi. Nếu như không mơ mộng chuyện xa xôi, ánh trăng tuyệt cùng giống ngọn đèn thế thôi. Ngày nhật thôi cứ trôi, cứ thế trôi. Thì thôi sự thật ấy vỡ đôi, lại đau lại buồn chán thế thôi. Ngày ngày dốc vào lòng nhiều oan khuất nhẫn chìm bên trong. Ngày ngày nói cười cười nhạc thì phết thêm màu son môi. Ngày của tôi giả dối cứ trôi, còn vui còn quên nói với tôi. Lời thả thính ngọt ngào chỉ là thứ ngôn tình hư hao. Lời hẹn ước một đời là chỉ có trong bài hát thôi, rồi chơi vơi. Thì thôi sự thật ấy vỡ đôi, lại đau lại buồn chán thế thôi. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Bùi Lan Hương đã đến với buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay và mang đến những ca khúc rất là tuyệt vời ạ. Thank you singer Bùi Lan Hương for such a wonderful performance today. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần mong đợi nhất của ngày hôm nay. Chúng tôi xin được vinh danh và cảm ơn sự đóng góp của top 5 đạo diễn xuất sắc nhất dự án phim ngắn CJ Mùa 3. And now is the most anticipated part today. We would like to honor and thank the contributions of the top 5 best directors of the CJ Short Film Project Season 3. Please look at the stage screens. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng đến với trailer đầu tiên. And now we would like to introduce the first trailer. Đủ dán tự dưng bị kích động. Chúng nó cứ phì phì không dứt đấy. Mà đêm qua mẹ lại nằm mơ thấy cái lũ này. Đêm không hay đâu. Anh ơi! Anh ơi! Sao vậy anh ơi? Anh ơi! Sao vậy anh ơi? Anh ơi! Sao vậy? Đạo diễn Hồ Thanh Thảo sẽ cùng tiến lên sân khấu. And that was short film Omen by contestant Hồ Thanh Thảo. Please come on stage. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Thị Thanh Hương, trưởng ban văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội sẽ lên trao cúp và kỷ niệm chương cho thí sinh Hồ Thanh Thảo. Xin trân trọng kính mời. We would like to invite on stage Miss Phạm Thị Thanh Hương, Head of Culture Department, UNESCO Office in Hanoi, to present a trophy and medal to contestant Hồ Thanh Thảo. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho điềm báo của thí sinh Hồ Thanh Thảo. Once again, congratulations to Omen by contestant Hồ Thanh Thảo. Xin chúc mừng và xin được cảm ơn bà Phạm Thị Thanh Hương. Thank you, Miss Phạm Thị Thanh Hương. Vâng, và kính thưa quý vị, tiếp theo đây một lần nữa chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình để cùng đến với trailer tiếp theo. And now is the second trailer. Làm gì ngồi trong đó? Và đó chính là trailer của Hương Kỳ Trong Trăng của đạo diễn Lê Can Trường. Xin mời đạo diễn Lê Can Trường sẽ cùng tiến lên sân khấu và xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh sẽ lên trao cúp và kỷ niệm chương cho thí sinh Lê Can Trường. And that was the trailer for the short film Aga Moon by contestant Lê Can Trường. We would like to invite on stage Miss Nguyễn Thị Thu Hà, Deputy Director of the Cinema Department, to present a trophy and medal to contestant Lê Can Trường. Và quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho thí sinh Lê Can Trường, đạo diễn của phim ngắn Hương Kỳ Trong Trăng. Please a big applause for contestant Lê Can Trường for Aga Moon. Xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hà. Thank you Miss Nguyễn Thị Thu Hà. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với trailer tiếp theo. And now it's the next trailer. Con cày còn món bà của chồng con để lại, hãy nhận lấy, con xin cảm ơn. Vâng, và xin được chúc mừng và kính mời lên sân khấu thí sinh Trần Thị Hà Trang, đạo diễn của Cá Mặt Trăng. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế sẽ lên trao cúp và kỷ niệm chương cho thí sinh Trần Thị Hà Trang. And that was Sunfish by contestant Trần Thị Hà Trang. We would like to invite on stage Mr. Trần Nhất Hoàng, Deputy Director of the Department of International Cooperation, to present a trophy and medal to contestant Trần Thị Hà Trang. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho thí sinh Trần Thị Hà Trang với Cá Mặt Trăng. Thank you, Mr. Xin được cảm ơn ông Trần Nhất Hoàng. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trailer tiếp theo trong top 5 bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. And now is the fourth trailer in top 5 best film. Mời thí sinh Đào Thu Uyên, đạo diễn phim ngắn Con Dại Cái Màng. Và xin được trân trọng kính mời ông Vũ Minh Đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội sẽ lên trao cúp và kỷ niệm chương cho thí sinh Đào Thu Uyên. Congratulations to short film Mother and Son, directed by contestant Đào Thu Uyên. We would like to invite on stage Mr. Vũ Minh Đạo, Director of Department of Culture, Education, Youth, Adolescents and Children, Office of the National Assembly. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho thí sinh Đào Thu Uyên của phim Con Dại Cái Màng. Congratulations to Đào Thu Uyên. Xin được cảm ơn thí sinh Đào Thu Uyên, xin được cảm ơn ông Vũ Minh Đạo. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trailer thứ 5 của top 5 bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. And now let's move on to the last but not least trailer of this year's top 5. Giờ đây tôi nhớ về ngày xưa của tôi quá. Vâng, kính thưa quý vị, và đó chính là thí sinh Đàm Quang Trung, đạo diễn phim ngắn Những Con Voi Bên Vệ Đường. Xin mời thí sinh Đàm Quang Trung cùng tiến lên sân khấu. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Koo Jae-soo, tổng giám đốc CJV Việt Nam, xin lên trao cúp và kỷ niệm chương cho thí sinh Đàm Quang Trung. Xin trân trọng kính mời. Congratulations to the short film Elephant by the Roadside, directed by Đàm Quang Trung. We would like to invite Mr. Koo Jae-soo, CEO of CJV Vietnam, to present a trophy and medal to contestant Đàm Quang Trung. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho 5 thí sinh của chúng ta. Và xin mời đạo diễn Đàm Quang Trung sẽ cùng nán lại ngay giữa sân khấu. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời cả 5 thí sinh của chúng ta sẽ cùng quay trở lại. Xin mời 5 đạo diễn sẽ cùng quay trở lại chính giữa sân khấu để cùng với nhau chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức hình trong giây phút rất là tuyệt vời này. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời các đạo diễn trẻ, các thí sinh xuất sắc nhất của chúng ta trong mùa giải năm nay. Xin trân trọng kính mời. And now, all of the 5 directors, please come on stage to take a photo. Một lần nữa xin được chúc mừng 5 đạo diễn xuất sắc nhất của dự án phim ngắn CJ mùa 3. Xin chúc cho cả 5 bộ phim sẽ gặt hái được nhiều thành công trong các cuộc liên hoan phim ngắn quốc tế sắp tới, sẽ đem lại vinh quang cho nền điện ảnh Việt Nam. Once again, congratulations to the 5 best directors of CJ Short Film Project Season 3. We wish all the film will reap much success in the upcoming international short film festivals, bringing pride for Vietnamese cinema. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta rất muốn lắng nghe những lời chia sẻ của các thí sinh xuất sắc nhất trong mùa giải năm nay. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được kính mời Đàm Quang Trung nhé. Xin mời Đàm Quang Trung sẽ thay mặt cho top 5 thí sinh của chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ với tất cả quý vị trong buổi lễ bế mạc của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Trung. Now, representing all the 5 contestants, Đàm Quang Trung will speak on behalf of all and share a few words with the audience today. Ok, có thể chia sẻ những cái cảm xúc cũng như những lời gửi gắm muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả, cũng như là ban giám khảo, cũng như là ban tổ chức của mùa giải năm nay. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thực sự bản thân mình ở lúc này thì cũng rất là bất ngờ khi mà cái hành trình của năm nhà làm phim cùng với dự án phim ngắn CJ 2021 thì nó cũng đã kéo dài đến nay là cũng gần 1 năm rồi. Và có thể đây chưa phải là cái điểm đến cuối cùng của các bộ phim, nhưng mà cá nhân mình cho rằng đây cũng là một cái dịp thú vị để các nhà làm phim cùng nhau nhìn lại, hoặc chính xác hơn là cùng nhau đối mặt lại với những cái gì mà mình đã bày ra, và đối mặt với những cái khán giả mà đã đến xem phim của bọn mình, đối mặt với những anh chị ban giám khảo hết sức có tính, và cuối cùng là cũng phải đối mặt với chính bản thân mình nữa. Và mình để có được những cái bộ phim năm nay thì mình trân trọng gửi lời cảm ơn đến CJ, đến CJV cũng như ban tổ chức của dự án phim ngắn CJ 2021, vì đã tạo ra một chương trình mình cho là vô cùng cần thiết đối với những nhà làm phim. Bên cạnh đấy mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ban cố vấn, ban 5 anh chị ban giám khảo của cuộc thi. Họ đã cho cả 5 bộ phim những cái lời nhận xét hết sức là thẳng thắn và rõ ràng. Và bên cạnh đấy mình cũng muốn gửi lời, đặc biệt là cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ekip của cả 5 bộ phim. Mình tin là họ sẽ là những cái người dũng cảm nhất, và đôi khi cũng là những cái người mà mình cho là những cái người khờ dại nhất, vì đã bị các nhà làm phim dụ dỗ đi theo. Mình xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Đàm Quang Trung đã chia sẻ những cái lời chia sẻ hết sức là dễ thương, cũng hết sức là chân tình, và một lần nữa cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức của mùa giải phim ngắn năm nay xin được cảm ơn đến tất cả các thí sinh, và đặc biệt là 5 thí sinh có 5 bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các đạo diễn trẻ, và chúc các bạn sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai thật là gần sắp tới, để cùng chia sẻ cái niềm đam mê điện ảnh với tất cả các bạn trẻ, những con người của đất nước Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thay cho lời cảm ơn và chúc mừng cho top 5 bộ phim xuất sắc nhất của chúng ta, với 5 đạo diễn trẻ cực kỳ tài năng và cực kỳ cá tính. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Once again, thank you and congratulations to all of you. Vâng ạ. Và bây giờ các bạn hãy cùng quay trở về vị trí của mình để ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh hết sức là đặc biệt. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ một lần nữa xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng nhìn lại chặng đường mà các bạn thí sinh và đoàn làm phim đã trải qua để cho ra đời các bộ phim ngắn xuất sắc của ngày hôm nay. And now, thank you for sharing, and please look after the screen to look back at the journeys that all the contestants and the crew had gone through to produce today's excellent films. Và tôi thấy từ nơi xa xôi phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Còn nơi đây nhiều giông bão, còn nơi hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Nhiều chông gai, nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm. Nhìn xung quanh ta đôi khi thấy đường đò, nhiều gian nan, nhiều khốn khó, nhiều khi mây đen bao vùng mưa gió, nhiều khi mơ ước chợt như quá xa xôi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và nhiều khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Thấy giấc mơ này dường như quá xa, hãy nhớ đến lý do mà ta bắt đầu. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Và lòng quyết tâm còn vô, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và đừng có cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Về cuộc sống đó là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao ngầm đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. The Wing xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho nhóm The Wing. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, lễ bế mạc dự án phim ngắn CJ mùa 3 đến đây xin được phép khép lại. Một lần nữa thay mặt cho CJ Cultural Foundation và CJ ENM Vietnam, Cho phép Minh Ngọc và Thiên Vũ xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm đầy thành công với điện ảnh Việt Nam nói chung và dự án phim ngắn CJ nói riêng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các sự kiện tiếp theo. Ladies and gentlemen, that's the end of the CJ Short Film Project Season 3 closing ceremony. Once again, on behalf of the CJ Cultural Foundation and CJ CGV Vietnam, we would like to express our sincere thanks to all of you. Hopefully, we will have a successful year with Vietnamese cinema in general and CJ Short Film Project in particular. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời top 5 thí sinh của năm bộ phim xuất sắc của chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu, và xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại diện của bộ, của cục, cũng như là đại diện của quỹ CJ Cultural Foundation và đại diện của CJ CJV Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng có một bức hình tất cả chúng ta cùng với nhau. And I would like to invite all distinguished guests and our top 5 contestants, please join us on stage for the group photo taking together. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo ạ. Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Văn phòng Quốc hội. Xin mời ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin mời bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bà Phạm Thị Thanh Hương, trưởng Ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Hà Nội. Xin mời ông Heo Seong-in, đại diện Văn phòng CJ Việt Nam. Ông Jung Tae Sun, Tổng giám đốc CJ ENM Vietnam. Xin mời ông Koo Jae-soo, Tổng giám đốc CJV Việt Nam. Xin mời ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJV Việt Nam. Và cũng xin được mời 5 vị ban giám khảo của chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu cùng với tất cả các đại diện của chúng ta và 5 thí sinh top 5. Xin mời đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy ạ. Xin được trân trọng kính mời tất cả các anh chị. Dạ, xin mời mọi người có thể cùng bước lên phía trước dùm chúng tôi khoảng 2 bước ạ. Dạ, mình cùng bước lên. Phía trước chúng ta sẽ có những bức hình tuyệt vời hơn ạ. Dạ, thank you. We would like to... Chị Hương ạ, em xin mời. Dạ, chúng tôi xin mời nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường ạ. Dạ vâng ạ, xin lỗi chúng tôi quên một vị khách phải nói là rất là đặc biệt của chúng ta. Một lần nữa xin mời chị Thúy Hường ạ. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường cũng sẽ cùng với chúng tôi để lưu lại bức ảnh tổng kết lại buổi lễ bế mạc hết sức là thành công của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bạn thí sinh và toàn thể quý vị khán giả đã đến với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong mùa giải tiếp theo cũng như là những sự kiện tiếp theo của CJ, CJV Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.